Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái Internet Download Manager, hay gọi là cái IDM, cái trình download hỗ trợ download cái file nhạc hay là file phim. Thì cái Internet Download Manager trên màn hình này của mình thì không cần phải crack gì cả. Mình sưu tầm trên site của sinhvienit.net. Thì đầu tiên là mọi người truy cập vào Google Chrome này. Đó. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái link Mega của mình rồi. Thì mình sẽ chia sẻ ở dưới video, mọi người tích vào đó. Đó, mọi người tích vào thì nó sẽ ra link như thế này. Đó. Mạng của mình hơi cùi một tí. Đó, thì mọi người bấm vào download. Đợi một chút nó sẽ load về. Đó. Đấy, file download đã hoàn thành đây. Người tích chuột phải, tích chuột trái vào chọn hiển thị trong thư mục này. Thì đây là file download mà mình đã download về. Bấm chuột phải, chọn add check here. Đó. Sẽ ra một cái file idm. Ra một file IDM đây. Đó. Thì mọi người chỉ cần chuột phải vào open thôi, chọn yes. Đó, nó sẽ ra một cái bảng như vậy, mình bấm ok và điền tên đăng ký vào thôi. Thì ở đây mình sẽ điền là Hùng DX. Bấm bắt đầu. Đó. Vậy là xong thôi. Rất đơn giản, không cần crack gì cả. Đấy, ngoài ra thì mọi người cũng có thể download trực tiếp bằng cốc cốc. Ví dụ như ở đây. Ví dụ như là mình truy cập vào trang YouTube này. Đó. Mình truy cập vào trang YouTube. Đó. Mình muốn download bài hát Cơn mưa tình yêu chẳng hạn. Đó. Cơn mưa tình yêu chẳng hạn, mình kích vào bài Cơn mưa tình yêu này. Đó. Khi mà bài hát hát thì mình sẽ bấm vào cái nút này, hoặc trực tiếp mình kích vào đây, mình chọn, mình bấm vào đây mình chọn, chọn vào mục. Đây nó có các cái định dạng cho mình 360, 240, 140, mục phim hoặc là chỉ đa nguyên âm thanh. Thì kích vào đây, thì ở đây mình chọn là download file MP4 và bấm tải xuống. Đó. Đó. Như vậy thôi, rất đơn giản. Thì đây là những cái rất đơn giản thôi, nhưng mà cũng có rất nhiều người hỏi nên là hôm nay mình làm video này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.